tương đối thống nhất. Thì với cái tinh thần như vậy ấy, thì tôi xin nhấn mạnh một số cái điểm mà chúng ta đã tương đối thống nhất trong cái diễn đàn hôm nay, và đấy như là những cái kiến nghị của diễn đàn mà chúng ta sẽ báo cáo lên các ban đảng và nhà nước. Thứ nhất ấy, là chúng ta khẳng định rằng cái vùng Đông Nam Bộ cần đi trước một bước cả nước về cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để tạo động lực thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Vùng Đông Nam Bộ của Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn cơ bản đã công nghiệp hóa và về cơ bản đã đạt được chỉ tiêu công nghiệp hóa mà cả nước đặt ra cho 2035. Như vậy so với cả nước là chúng ta khu vực này đã đi nhanh hơn 20 năm so với mức trung bình của cả nước. Và như vậy rõ ràng là những cái đột phá và những cái động lực mới đang cần thiết cho khu vực này, chứ không phải chờ đến cái 2035 thì chúng ta mới bắt đầu những cái thể chế như vậy. Ở đây khu vực này có một cái trình độ phát triển cao hơn. Cho nên dứt khoát là phải những cái mà chúng ta dự báo là sau 20 năm cả nước có thể thực hiện thì có thể thực hiện ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ từ thời điểm này. Đấy, thì nếu mà chúng ta thực hiện được cái những cái đột phá như vậy thì tôi nghĩ là sẽ là một cái đột phá về thể chế cho cái sự phát triển của khu vực. Và với cái đột phá về thể chế như vậy thì Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực sẽ đủ sức trở thành cái trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đủ sức kết nối cạnh tranh quốc tế tương đương với các cái trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Chắc là cái chủ trương đối với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ phải ở cái tầm vóc đó. Đấy là một cái điều thứ nhất mà chúng ta mong muốn kiên kỵ. Điều thứ hai là chúng ta sẽ đề nghị hình thành không gian kinh tế vùng thống nhất, hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu kinh tế cấp vùng. Trong đó cần đề xuất các cơ chế, chính sách tăng cường liên kết vùng nhằm tạo ra một không gian kinh tế thống nhất toàn vùng Đông Nam Bộ dựa trên cơ sở phối hợp về quy hoạch, về phát triển hạ tầng, về chính sách, về đầu tư, về việc liên kết công nghiệp và dịch vụ để từng bước hình thành các tổ chức dịch vụ công cấp vùng. Cái việc hình thành một số tổ chức dịch vụ công cấp vùng mà theo cái phương thức ấy, là nửa nhà nước hoặc là một cái tổ chức hoàn toàn độc lập và là một tổ chức dịch vụ công với xã hội hóa, với việc xã hội hóa toàn bộ, thì tôi nghĩ đấy là một cái hướng đi cũng rất là quan trọng. Thứ ba là cần hình thành cái thể chế điều phối vùng hiệu quả, trong đó xem xét giao cho Thành phố Hồ Chí Minh là chủ tịch thường trực của hội đồng và mời Thủ tướng Chính phủ là trưởng ban chỉ đạo. Lúc đấy thì có ý kiến rất là băn khoăn nên là Trung ương hoặc là Thủ tướng làm trưởng ban chỉ đạo, làm chủ tịch hội đồng. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng tôi thấy rằng, ban tổ chức thì thấy rằng nếu mà Thủ tướng mà lại làm trực tiếp làm chủ tịch hội đồng vùng, thế còn cái hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc thì sao? Và vả lại thì chắc Thủ tướng cũng không có đủ thời gian để làm và chỉ đạo những cái việc rất là cụ thể và giải quyết những công việc cụ thể của hội đồng vùng. Cho nên chúng tôi với ban kinh tế thì thống nhất với nhau và các địa phương tôi nghĩ cũng sẽ thống nhất là sẽ mời Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo, thế còn hội đồng vùng là thực hiện cái chỉ đạo đó, thì tôi nghĩ là nó kết hợp được cả cái nguyện vọng của chúng ta có cái sự điều phối của Trung ương và cái sự phối hợp tự nguyện của các tỉnh thành phố trong vùng. Sự phối hợp tự nguyện cũng sẽ tạo ra động lực chứ không phải chỉ có sự chỉ đạo từ trên xuống. Cho nên chúng ta phát huy cái sáng kiến từ các địa phương và cũng nên để các địa phương tự nguyện chủ động nhưng với cái sự chỉ đạo ở mức độ cần thiết của Trung ương. Và làm rõ những nội dung cấp vùng chỉ đạo với việc thực hiện nghị quyết của hội đồng vùng, hạ tầng về cảng, về khu kinh tế, một số dịch vụ công, thống nhất chính sách về đầu tư, về liên kết, phân định các chức năng khu công nghiệp, hình thành các quỹ đầu tư, quỹ xúc tiến đầu tư vùng. Việc hình thành theo cái kinh nghiệm tổ chức các cái hội đồng vùng, cái liên kết vùng hiện nay ở các nước trên thế giới là người ta đã tổng kết qua 3 giai đoạn với 3 mô hình khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là người ta thành lập chính quyền vùng. Chính quyền vùng là cái mô hình của mấy chục năm trước. Nhưng mà chính quyền vùng hiện nay là có rất nhiều những cái điểm mà người ta thấy là nó không phù hợp với giai đoạn phát triển của những năm qua. Và từ chính quyền vùng người ta chuyển sang một cái cơ chế là tự chủ, một cơ chế liên kết tự nguyện. Nó giống như kiểu của chúng ta hiện nay. Tức là nó khá rời rạc, nó hoàn toàn tự nguyện. Nó không có cái sự thống nhất điều phối, được chăng hay chớ. Thì chính cái cơ chế của vùng hiện nay của chúng ta, các hội đồng vùng đang hình thành hiện nay là theo cái nguyên tắc như vậy.
Thế còn thứ ba là cái hình thức mà gọi là quản trị vùng, cái mô hình quản trị vùng là một cái mô hình mà vừa có cái sự thống nhất nhưng mà vừa có một không gian cho cái sự phối hợp tự nguyện. Một cái mô hình quản trị vùng không có chính quyền vùng nhưng có một cái cơ chế để phối hợp quản trị vùng theo cái mô hình hội đồng mà chúng ta đề xuất hôm nay, là mô hình theo hướng đó, chứ không thả lỏng hoàn toàn tự do như là cái cơ chế vùng hiện nay. Rất là lỏng, không có bất cứ một cái ràng buộc, không có bất cứ một cái trách nhiệm gì, và nó rất là rời rạc thành một cái cơ chế không phải là chính quyền vùng nhưng có hội đồng vùng, có cái sự như chúng ta mời thủ tướng là chỉ đạo, nhưng mà có một cái cơ chế phối hợp tự nguyện có hiệu quả. Và đặc biệt là phải hình thành một số cái tổ chức như là quỹ đầu tư, quỹ xúc tiến hay tổ chức cung cấp dịch vụ công của vùng. Ví dụ như vấn đề giao thông vận tải, tôi mới nghĩ chẳng hạn vừa rồi các đồng chí có nêu một số cái sáng kiến. Ví dụ như trong lĩnh vực giao thông vận tải, thế thì bây giờ nếu mà giao cái kinh phí đó và cái quyền quyết định trên địa bàn mình về các cái dự án giao thông là cho các địa phương, thì đúng là nó khó kết nối, nó không kết nối được. Mà phân bổ cái nguồn vốn đó là nó không đảm bảo cho cái sự kết nối và phát triển của cả vùng. Thế thì bây giờ cũng có thể là có một cái cơ quan của vùng, của trung ương phụ trách về cái vấn đề phát triển các cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải trong khu vực, chứ không phải là từng địa phương làm nữa, để đảm bảo dưới con mắt của cả vùng để nhìn thấy đầu tư vào đây là hiệu quả, kết nối giao thông ở đây là có hiệu quả, thì cái hội đồng vùng sẽ có quyết định như vậy và cái kiến nghị với trung ương, chứ không phải là từng tỉnh tự làm. Thì những vấn đề mà vừa rồi chúng ta thảo luận có những mắc mớ như vậy sẽ được giải quyết đấy, trên quan điểm đầu tư từ cái con mắt tổng thể của vùng, và nhiều các cái dịch vụ khác cũng được thực hiện theo cái cách như vậy. Thứ tư là phải nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp và dịch vụ trên cơ sở nghị quyết trung ương 4, trung ương 5. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng cần hình thành tổ chức và cơ chế đột phá trong đầu tư và quản trị hiện đại của tư nhân nước ngoài và hạ tầng, nhất là giao thông, các khu công nghiệp và dịch vụ. Ở đây chúng ta trong phiên thảo luận vừa rồi thì chúng ta nhấn mạnh rất nhiều đến cái việc không thể trông chờ vào vốn đầu tư của trung ương. Vấn đề là phải xã hội hóa, phải huy động các nguồn lực trong và ngoài nước. Và đầu tư vào cơ sở hạ tầng là đầu tư đảm bảo chắc chắn có hiệu quả. Bởi vì ví dụ như trong giao thông mà chúng ta tăng trưởng khoảng 7% một năm, thì cái nhu cầu về giao thông, nhu cầu đầu tư giao thông ít nhất gấp đôi như vậy, khoảng 13-14%. Mà đầu tư vào giao thông là hiệu quả. Nhưng tôi hiểu các doanh nghiệp ở đây đều có một cái tâm trạng. BOT vừa rồi là một vấn đề. Làm sao có một sự minh bạch, sự nhất quán, để không hôm nay nhà nước quyết định thế này, mai nhà nước lại thay đổi quyết định của mình. Thì cái điều đó cũng vô cùng nguy hiểm cho doanh nghiệp. Cho nên cần phải có một cái cơ chế thu hút đầu tư tư nhân đảm bảo minh bạch và đảm bảo nhất quán. Cho nên cái đó là cái điều mà tôi nghĩ là cộng đồng doanh nghiệp rất là mong muốn. Và các nước người ta đều làm, mà người ta đều làm có hiệu quả. Chúng ta học các nước người ta làm như thế nào. Còn tôi nghĩ là đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có sự trồi sụt của thị trường, nó có độ rủi ro rất cao. Những đầu tư vào cơ sở hạ tầng, kể cả giao thông, kể cả điện lực, kể cả các cái lĩnh vực khác, thì đều là lĩnh vực đầu tư mà tương đối đảm bảo chắc chắn lợi nhuận, nhưng vấn đề và dài hạn, đảm bảo yên tâm đầu tư dài hạn, nhưng mà chính sách của nhà nước phải nhất quán và phải đảm bảo minh bạch và nhất quán. Thế cái điều đó tôi nghĩ là nếu mà chúng ta thiết kế được cái hệ thống, cái chính sách như vậy, cái chủ trương như vậy, thì doanh nghiệp người ta sẽ sẵn sàng đầu tư. Thứ năm là tăng cường liên kết phát triển đô thị trong vùng với mật độ đô thị cao, mật độ dân cư lớn. Vùng Đông Nam Bộ cần chủ động đề xuất với Trung ương các cơ chế chính sách phát triển chuỗi đô thị vùng với sự đột phá về tổ chức chính quyền đô thị hiện đại, chính sách tài chính đầu tư có tính tự chủ cao hơn, tăng cường vai trò tư nhân trong cung ứng dịch vụ công. Nhất quán với kiến nghị đầu tiên của chúng ta, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phải đi trước cả nước. Đối với những cái cơ chế mà chúng ta dự báo trong tương lai sẽ được áp dụng trong cả nước, bây giờ có thể thí điểm thực hiện trước tại cái khu vực này. Thứ sáu, liên kết và lan tỏa. Vùng Đông Nam Bộ cần liên kết chặt chẽ với Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ trong phát triển các chuỗi nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thực hiện vai trò dẫn dắt về công nghệ và hội nhập quốc tế. Cái này là một cái lợi thế tự nhiên và cũng là một cái yêu cầu trong cái sự phát triển. Không phải chúng ta liên kết vùng nhưng không phải đóng kín trong vùng, mà phải liên kết chặt chẽ với đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ. Lúc ấy là anh Thiên có đưa ra con số, và vừa rồi thì các đại biểu cũng có nói Thành phố Hồ Chí Minh là chiếm 60% xuất khẩu cả nước, nhưng đâu phải là cái sản phẩm xuất khẩu đó là toàn của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mua ở các địa phương khác ấy chứ.
Đông Nam Bộ đúng không? Vùng Đông Nam Bộ như vậy. Nhưng mà vấn đề là các cái sản phẩm đó lại là các chuỗi giá trị được hình thành từ các địa phương khác. Đây chỉ là cửa ngõ, đây là cái công ty thương mại để chúng ta thực hiện cái đó trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thôi. Cho nên nhìn nó phải công bằng. Cho nên cái sự liên kết vùng đồng bằng Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể phát triển trong cái thế liên kết với các cái vùng kinh tế khác trong cả nước trên cơ sở các cái lợi thế so sánh. Cho nên cái liên kết và lan tỏa của khu vực này thì rất là quan trọng như vậy. Và chúng ta cũng thống nhất một cái điều chưa có đại biểu nói khác, tôi nghĩ là chắc các đại biểu thống nhất, chắc các đại biểu có thể cho ý kiến, là thống nhất là sẽ phối hợp các cái tỉnh thành phố trong khu vực hội đồng vùng, ban kinh tế trung ương VCCI sẽ phối hợp tổ chức hàng năm cái diễn đàn này, bởi vì có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải thảo luận, cho nên đây sẽ trở thành diễn đàn thường niên. Và trong suốt một năm đó, những vấn đề quan trọng, những cái dự án lớn thì chúng ta có thể đem ra chúng ta trao đổi tại các cái diễn đàn chuyên đề, theo chuyên đề, và đưa ra những cái đề án, những kiến nghị của trung ương theo các cái chuyên đề. Ví dụ như bây giờ lúc nãy chúng ta nêu trong cái này về phát triển giao thông, về giao thông thành cơ cấu điều phối các cái dự án giao thông trong khu vực như thế nào, thì cái đó học tập kinh nghiệm thế giới như thế nào và kinh nghiệm trong nước của chúng ta bao nhiêu năm thế nhỉ, thế về chúng ta hình thành cơ quan điều phối như thế nào để có thể phát triển đồng bộ và kết nối được giao thông trong vùng, vân vân. Cho nên tôi nghĩ là cái diễn đàn sẽ được tổ chức thường niên và chúng ta sẽ có những cái diễn đàn chuyên đề đối những vấn đề, những vấn đề quan trọng. Và VCCI thì sẽ thành lập cái hội đồng doanh nghiệp vùng. Cái này thì thuộc chức năng của VCCI, cộng đồng doanh nghiệp thôi, cũng không phải báo cáo xin phép gì cả. Nhưng mà hội đồng doanh nghiệp vùng bao gồm những doanh nghiệp, những hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu và những hiệp hội doanh nghiệp và những doanh nghiệp hàng đầu, để chúng tôi có thể ngồi với nhau, có thể bàn bạc, có thể đưa ra những khuyến nghị, kiến nghị với hội đồng vùng, với ban kinh tế trung ương, với đảng và nhà nước. Ban kinh tế trung ương và với VCCI thì cũng sẽ báo cáo cái kết quả của cái diễn đàn hôm nay với lãnh đạo đảng và nhà nước, và sau khi nhận được cái chỉ đạo của lãnh đạo đảng và nhà nước thì chúng tôi sẽ sẵn sàng phối hợp với hội đồng vùng, với các cái địa phương để triển khai thực hiện. Thì trên đây là một số cái điểm mà tôi nghĩ là chúng ta có thể đạt được cái sự thống nhất cao tại diễn đàn này, và đấy xin ý kiến các quý vị. Nếu mà các quý vị mà không có ý kiến nào khác thì chúng tôi cũng xin sẽ báo cáo những cái kiến nghị này và những cái kiến nghị cụ thể khác lên các cơ quan của đảng và nhà nước. Xin được chân thành cảm ơn các quý vị.